Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần setup đồ điện. Đồ điện cho cái chiếc chu như thế này, sẽ trắng 70, chúng ta cần cái EC40A này. Con nhận này thì đi theo bộ TX rồi. Ngoài ra chúng ta có 2 servo. 3 servo là một chúng ta đã lắp cho bộ càng rồi, đúng không? Còn 2 servo này chúng ta sẽ tôi sẽ để chế độ mic cho trộn kênh cho cái chiếc Su-27 mà phiên bản là tiệp sinh Nga này. Thì các bạn rất là lưu ý về cái chiều mà lắp cánh quạt nha. Rất nhiều bạn là lắp sai. Đây các bạn nhìn thấy ở đây nó ghi 6x4E này. Thì cái phần chữ này chúng ta sẽ áp sát vào phần thân của động cơ. Còn cái phần mà không có chữ ấy, thì là chúng ta sẽ về cái phía ốc vít này. Và nếu mà chúng ta đã chơi quen rồi ấy, thì nó có một phía cánh này nó sẽ có hai mặt, một mặt là một cái cạnh này nó dày, các bạn nhìn nó vuốt này, đấy, nó sẽ là chiều quay của nó. Đấy, nếu các bạn tinh ý, nếu mà quay ngược lại thì nó vẫn đủ lực, vẫn đủ lực để bay, nó rất là yếu. Ta lúc nào phải mắc ga đúng không? Vì vậy là nếu mà mắc ga liên tục thì chúng ta dẫn đến là nóng EC, nóng pin, dẫn đến là cháy, chập, đúng không? Lúc nào chúng ta bắt nó hoạt động hết công suất. Vì cái đế này nó là đế nhôm nên là tôi sẽ phải tháo cái này ra và sẽ lắp nó vào cái phần đế nhôm. Đây là đế dầu cộng và sẽ lắp vào đế nhôm. Khi mà lắp ấy chúng ta cũng lưu ý là cái chiều mà cái quyết này nó sẽ bắt vào con ốc này. Vì vậy là chúng ta muốn để cho cái dây nó ở trên hay ở dưới thì chúng ta phải xoay, tại vì ở phần này là sẽ có là hai cái khoảng cách của cái ốc này dài và ngắn. Vì vậy là chúng ta phải lựa chọn là đặt động cơ nó ở dây nó ở trên hay ở dưới. Khi mà lắp thì chúng ta cũng biết được điều đấy thôi, nhưng mà vấn đề là khi mà chúng ta phải tháo ra tháo vào nhiều thành ra là nó không hay. Ta chuẩn luôn thì nó sẽ đỡ được cái công đoạn mà chúng ta phải tháo ra tháo vào. Bật hai ốc hoặc bốn ốc cái phần cánh quạt thì nó sẽ khoảng này, nó sẽ tiến hành là một phần để đặt cánh. Nhiều bạn nói là chưa tìm bao giờ thì cái động cơ, không hiểu tại sao cái động cơ nó rất là to, bởi vì nếu mà chúng ta để cái khoảng cách mà khe này nó càng hẹp ấy thì là cái tiếng nó càng to. Mà các bạn lưu ý là khi mà chúng ta bay tiếng to thì rất là ảnh hưởng đến rất là nhiều người chú ý, đúng không? Có thể là tốt và cũng có thể là không tốt, nhưng mà chúng ta quét bé quá nó sẽ rất là to. Tức là chỉ vừa phần cánh quạt nó sẽ rất là to. Kéo đầu hoặc đẩy đuôi hầu như là tiếng rất là bé, không nghe thấy, tiếng rất là bé, chúng ta vẫn nghe thấy nhưng mà không to như là ta để giữa mà để nghe bé. Ta có thể cắt trước, không cắt trước, sơn hết lên rồi cắt. Với dòng Z thì chúng ta cứ đặt động cơ ở giữa, đồng trục với cả máy bay, trục và trục thẳng này.
Chúng ta để kéo đầu thì là chúng ta phải đặt góc. Duy nhất là chỉ kéo đầu thôi. Triệt tiêu mô men xoắn thì chúng ta phải đặt góc motor cho triệt tiêu cái mô men xoắn. Và khi mà chúng ta bay, thì nếu mà kéo đầu mà chúng ta không chuẩn cái góc động cơ là cánh được. Nhiều bạn muốn có cái clip hướng dẫn bay thì ta sẽ bay vào một ngày gần đây. Trước khi bay chúng ta phải tập sim đúng không? Ngoài ra chúng ta phải biết tinh chỉnh cái hành trình servo. Cái này mình sẽ lắp cái điều tốc nó dưới cho nó mát. Đoạn này mình sẽ lắp cái động cơ nó xoay trên dây, nó sẽ xoay dưới. Dây này lưng lửng rất là khó chịu. Sẽ không làm chuyện gì. Đi xuống phía dưới. Ta sẽ lấy con ốc, ta sẽ lấy con ốc và siết vào đây. Ta cũng có thể lắp cánh quạt sau. Tiện vừa tháo máy bay ra nên là lắp luôn vào đây. Này các bạn thấy chưa? Chưa gì là cái phần trước là nó đã bênh lên như này. Các bạn nhìn nào. Khi mà chúng ta sẽ dùng pin để quyết định trọng tâm. Nhưng mà trước khi tiên dùng pin thì chúng ta phải lắp tất cả các cái linh kiện lên đã. Như là servo này, điều tốc này, con nhận này. Dây này hơi dài, chúng ta sẽ phải thử cái chiều cánh quạt xem là nó thổi ngược hay xuôi, và chúng ta cũng lưu ý là bó thật gọn dây vào. Nếu mà chúng ta bó mà không gọn dây vào là khả năng cánh quạt chém đứt dây, dẫn đến là chúng ta sẽ mất lái. Đứt dây động cơ thì chúng ta có thể lái được, nhưng mà đứt dây servo thì thôi, chúng ta có không còn cửa là nó có thể là lái hạ cánh an toàn được. Phần con nhận này thì chúng ta có thể là để ở dưới bụng này và anten lên, và chúng ta nên để hai cái anten nó cùng góc với nhau, chứ không để nên để xem song song. Ta có thể chúng ta có thể là đặt song song cũng được sao, nhưng mà theo cái khuyến cáo, theo như cái hướng dẫn ấy, thì nó sẽ được đặt ở cái tức là nó sẽ hướng dẫn là đặt song song cả cái để theo như cái hướng dẫn thì đặt vuông góc cả cái phần. Chúng ta sẽ kẻ phần ngang sau. Sau này chúng ta sẽ gắn nó vào đây này. Trước khi gắn thì chúng ta sẽ mổ phần bản lái. Chúng ta có thể mổ theo cái phần như là như thế này. Đó. Và cũng có thể là tôi sẽ mổ theo cái phần thẳng luôn như này.
ta sẽ dùng băng dính thủy tinh, ta sẽ vát một góc 5 độ cho cái bàn lái này của chúng ta lên tập xuống đúng không? À, chúng ta có thể dán một cái đường băng keo thủy tinh, và các bạn lưu ý là chiều trái phải, bên trái bên phải, nhưng mà chúng ta quét cả hai bên trái cả hoặc hai bên phải cả nó cũng được thôi, không vấn đề gì cả, nhưng mà nó rất là xấu khi mà chúng ta lắp nó sang bên trái hoặc bên phải. Xem trơn không đó. Phần tiếp theo thì sẽ lắp sạc vô, sạc vô thì bên trái này bên đều là bên phải, nên là chúng ta sẽ để lắp đó. Nếu mà nó không bật chúng ta có một cái gỗ như thế này, việc chúng ta chỉ có cần có bắt vít thôi. Sẽ kẻ đường, nói chung là nó phải song song, mặt phẳng được đánh như này. Nhưng mà không song song thì có rất nhiều vấn đề xảy ra. Tốt nhất là chúng ta sẽ đặt song song. Thì sẽ dán phần bản lái vào. Các bạn để ý là cái phần này chúng ta sẽ để dưới. Ta sẽ bơm keo vào đây. Nếu chúng ta có thanh carbon ra. Người cứ rót rút cái điều tốc này ra. Được một bên, và tiếp theo chúng ta sẽ đổ thêm keo vào, vuốt cho nó giữ cho nó chắc chắn. Và cái góc sẽ đo xem nó có góc không. Chúng ta sẽ dán ở bên phía bên tay trái. Nó nếu mà chúng ta làm bảng flap phẳng thì cánh đuôi nó song song là cánh chính, nhưng mà nó đúng bản scale thì là cái cánh đuôi nó sẽ thấp hơn cánh chính một chút, nó ăn vào đúng với cả đuôi đứng. Đuôi đứng này các bạn nhìn cái giá đuôi đứng, cái đệm thêm đây nó vào được đúng phần này luôn. Ta sẽ xem là xem nó chạm gì không. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gắn cái đế gỗ này vào đây. Phần khoảng cách từ servo đến bản lái rất là ngắn đúng không? Thì việc phần servo đến bản lái nó ngắn thì nó sẽ khỏe hơn so với việc mà chúng ta để tít lên trên này và lái đuôi. Thì cái các bạn sẽ thấy nếu mà chúng ta làm thép không cứng thì sao, tức là khi mà chúng ta kéo thì rất là ok đúng không, kéo thì rất là đơn giản, nhưng mà khi đẩy là nó thép nó bị trùng, dẫn đến là việc chúng ta lái sẽ không chính xác. Servo càng gần bao nhiêu càng tốt, tốt nhất trong khoảng 10-15 cm thì là chúng ta sẽ dễ dàng là chúng ta có thể là lắp những cái thép mà nó phù hợp. Thì nếu chúng ta lắp xa quá kéo thì rất là ok, nhưng mà đẩy là nó gặp cũng rất nhiều vấn đề. Có hỏi tại sao lắp chuẩn rồi mà vẫn bị lái nó không chuẩn. Đến khi chúng ta sẽ dán cái đến đế gỗ vào đây để mục đích là chúng ta sẽ tháo lắp cái sạc vô này đơn giản hơn, dễ hơn mà nó không bị bẩn đúng không. Bình thường là chúng ta sẽ bơm keo trực tiếp lên con sạc vô rất là bẩn,
khi mà chúng ta tháo ra tháo vào. Đây, ví dụ như con này tháo thẳng lên nó rất là bật, đúng không? Ta gỡ ra, ta có thể gỡ ra như mới luôn. Bây giờ cái này tùy hết đi, không nó lắp vào nó sẽ bị cộm. Cái này đang được chiều. Ta sẽ cố lắp xoay cái phần nhựa này lên lên cần lên lên phía trên, trong cái túi servo của chúng ta có rất nhiều con ốc dài dài, ốc như thế này. Chúng ta sẽ lấy tô vít nhỏ, ta sẽ gọt vào. Đa số là các bạn cũng biết bố trí phần đồ điện rồi, đúng không? Và mình lắp cho những cái bạn mà chưa bao giờ chưa hiểu là trên máy bay nó có những gì, lắp ra sao, làm như thế nào, thì vậy là mình làm đầy đủ luôn. Có như ở mình sẽ lắp một bên nhé, còn lắp hai bên đảm bảo lâu quá. Con ốc này nó dính chút lỗ này, nó dính keo này. Ok, các bạn nhớ set servo hành trình với không. Ta sẽ lấy cái am nhựa này, và tôi sẽ chọn cái am có ốc. Đây, cái này là ở bên kia rồi nhá. Cái am này ấy, thì là chúng ta sẽ thấy có mấy khớp lỗ này, đấy, đúng không? Và chúng ta sẽ chọn lỗ cao nhất đi. Ta sẽ khoan để chúng ta sẽ bắt con ốc xuyên linh vào đây. Đây con ốc xuyên linh. Nếu mà chúng ta không có con ốc xuyên linh này thì chúng ta sẽ phải rất là khó co giãn để làm sao mà cái miếng ở trên này song song với miếng ở dưới, đúng không? Khi mà chúng ta đã có cái ốc xuyên linh này rồi thì rất là đơn giản, thì chúng ta bố trí cái đồ điện, bố trí cái servo. Chúng ta sẽ để cho nó thẳng thẳng vào. Ta sẽ cái lỗ này thẳng với cả cái tan này để cho nên chụp cho các bạn sẽ nhìn thẳng tốt. Có bạn đặt tít như thế này không hiệu quả tí nào cả, đúng không? Đẩy cái này cái là thép nó cong này, đúng không? Thẳng ở phần này và kéo thì nó rất là xa như này. Đặt đúng mép này luôn, cái phần tờ 3 mép này đặt đúng mép luôn. Đó, sao luôn. Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ bơm keo vào cho nó chắc chắn. Tiếp theo chúng ta đã có một cái khóa như này, khóa vào. Chúng ta đến cái phần này, thép linh này. Các bạn biết đấy, thì cái thép này này nó không phải thép thường, nó là thép lò xo. Các bạn có thể thay thế bằng những cái dây mà cáp quang, dây mạng đi kéo vào nhà chúng ta, có cái lõi này.
thì nó rất cứng. Đấy, chúng ta kéo đây sẽ là vô tư. Nếu chúng ta dùng bằng cái thép xây dựng, thép gì đó không không ăn thua. Sẽ bè chữ Z này này. Tìm cái gì? Chúng ta sẽ xoay nó lại. Các bạn lưu ý nhé, có thể là những bạn mới chơi chơi lâu rồi rất là coi thường cái này, đó là cái khoảng cách này càng ngắn bao nhiêu, càng gần bao nhiêu, càng khít cái này bao nhiêu thì là nó có độ dơ, đúng không? Các bạn bỏ bẻ dài ngoằng nha, nó sẽ có độ dơ rất là lớn, dẫn đến việc là chúng ta sẽ lái không chính xác. Tôi thích bẻ thế nhưng mà vấn đề là nó không chính xác, đúng không? Đây, thép dẫn linh đây, ngày xưa là chúng ta phải bẻ chữ V lên đây để co giãn cái khoảng cách, mà bây giờ có cái con ốc xuyên linh thì rất là đơn giản. Đây nha, chúng ta sẽ dùng đúng cái này như là một cái mũi khoan, nó sẽ khoan nó như thế này. Thế đến là chúng ta khi mà đã ngập vào rồi sẽ bẻ xoay như này. Xoay này rất là khít, các bạn nhìn thấy không? Đó. Thế đến là chúng ta sẽ lắp vào đây. Phần này nó không giống servo nên là mình rất là dễ trong cái việc mà có thể là thay đổi được khoảng cách. Chưa chắc sẽ cần phải xét với không ngay. Các bạn lưu ý là chúng ta là hai cái miếng này là một mặt phẳng. Nếu mà các bạn làm không phẳng là sẽ bị nghiêng khi bay, sẽ bị nghiêng sang bên, đúng không? Một là nghiêng sang bên, hai là nó cứ bổng đầu hoặc là cứ cắm đầu. Đó. Chúng ta phải để cái mặt phẳng, là nó đây nó là mặt phẳng, đây là hai cái một đường thẳng, một mặt phẳng như này, làm sao cho nó bằng nhau. Mình sẽ dùng cái con ốc chìm, cái lục giác này để bằng nó ốc chìm này. Với những con ốc siết như này thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ vặn ốc ở đây và chúng ta sẽ nhỏ cái keo lắp hoặc là keo gì đó để cho con ốc này nó khi mà cử động nó không bung ra. Các bạn lưu ý về phần này. Tiếp theo là ta sẽ đi cái dây servo lên đây để cắm vào con nhận, chắc chắn là sẽ phải nối một đoạn rất là ngắn thôi. Sau khi mà chúng ta đã bố trí cái servo xong, chúng ta sẽ tiến hành một cái phần trên này, ta sẽ đặt pin, và cũng đồng thời là dẫn cái dây của cái lái càng trước lên, và chúng ta sẽ cắt cái phần này đi. Sẽ được pin ở trên, có thể ở dưới thì các bạn cái phần này chúng ta nên kẹt chính xác hơn. Tất nhiên là nó sẽ fit nhau thôi, từ mình vừa cắt ra chúng ta dùng cái kẹt tốt hơn. Quay cho thấy cái kẻ tập thể. Tiếp theo là chúng ta sẽ pin vào phần trọng tâm.
Nhưng mà phim mà càng nó sẽ bao ánh chạm đất, trong phim mình hơi bé. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái chốt. Thì là cái chốt thì chúng ta sẽ dùng que xiên thịt. Ta sẽ dán hai cái que xiên thịt ở đây. Đằng sau này chúng ta có thể dùng một miếng băng dính thủy tinh, chúng ta có thể là đóng mở nó hoặc là chúng ta có thể dùng nam châm, nhưng mà nên nhớ là chúng ta sẽ mở theo hướng như này, từ dưới lên trên. Nếu mà chúng ta mở ngược từ trên dưới, nếu mà khả năng mà nó bật băng dính hoặc là bật nam châm ra thì nó sẽ bắn về phía sau vào phần cánh quạt hoặc là nó sẽ rơi cái nắp để đi. Rất là chúng ta sẽ phải làm lại, ta sẽ phải tìm nó. Đấy, rất là khó đúng không? Nhưng trong khi đó mà chúng ta chỉ lắp từ trên này thôi, ta lắp ngược từ mở ngược từ dưới mở lên là nó sẽ không rất là khó bay, tại vì khi mà cái chiều gió này nó xuôi mà, rất là khó bung được. Mình dùng một đoạn băng dính thủy tinh xé ra, nó sẽ gấp ngược lại. Cầm nó không bị dính tay đúng không? Chừa ra, dán sang bên hai bên cạnh nữa. Ta sẽ làm như này. Như vậy xong cái phần nắp này, chúng ta có thể là uốn nó vào sâu một tí nữa, nó đã có độ nhạt hay là uốn nó vào sâu một chút. Theo thì chúng ta sẽ luồn cái dây servo lái càng này xuống, chắc là chúng ta sẽ phải nối một đoạn. Con này cho đủ, nó sẽ cắm đen với đen, trắng với trắng, đỏ thì giữa rồi, ta sẽ cắt một lỗ đây. Ta sẽ đi ra cửa. Thế thì chúng ta sẽ đứng kèo vào đây. À, setup xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ bỏ cắm những cái thiết bị và ra test để nó xong. Gần hẳn đấy, tại vì cái này xuống tít cũng dưới này. Mình sẽ dùng cái con nhận là vỏ nhựa này. Này cho nó dễ cắm, con kia thì khó cắm. Thì hai cái kênh này chúng ta sẽ cắm 1-2 thì chúng ta có thể là căn chỉnh. Ở đây nó có ghi là âm dương S này cộng trừ này, thì S nó sẽ là dây tín hiệu, nó sẽ là dây vàng hoặc trắng. Thank you.
thì là dây vàng sẽ quay lên trên. Phải kiểm tra xem cái dây khả năng có đến cánh quạt không. Nếu đến cánh quạt thì khả năng là chém được dây rất là cao. Tiếp theo là chúng ta sẽ gặp dây tốc. Cắm auto luôn. Cắn rát, cắm ta cắm random thôi. Nếu mà ngược thì chúng ta sẽ đảo chiều. Tiếp theo là chúng ta sẽ bó gọn nó lại. Chúng ta sẽ test chiều quay động cơ. Sau đó chúng ta sẽ bó gọn cái dây này lại bằng cách bằng cái dây thít này. Để cái EC dưới bụng này nó sẽ mát cái điều tốc. Còn nếu mà cái mà đẩy giữa kia, đẩy đuôi kia thì EC để trong nó sẽ rất là nóng. Mà chúng ta bay liên tục và 4-5 viên thì nó sẽ rất là nóng. Hoặc là có thể là 2-3 viên nó đã nóng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cố định cái điều tốc nó thật chặt vào, không có khả năng nó văng, nó tuột muối này thì nó văng xuống cánh quạt nó tiện luôn. Cố gắng làm sao dán chắc chắn vào cái pin này, chúng ta sẽ phải nối lên trên. Tiếp theo cái kênh đồ tốc này sẽ có một kênh 3 và cái càng đáp là càng lá càng, chúng ta sẽ cắm vào kênh 4. Cái này hơi dài, chúng ta sẽ phải bó lại. Đó, làm sao cho nó thân gọn gàng. Tiếp đến chúng ta sẽ test cái chiều của sạc vô, thì là chúng ta sẽ thay đổi cái cắm hoặc là reverse hoặc là đảo chiều sạc vô. Như là chắc chắn nha. Tên để các bạn được sau kiểm tra thật rõ ràng, không thể để cái gì mà băng ra sau được. Vậy là chúng ta đã setup xong chiếc Su-27 hiển thị Nga. Đây là chúng ta sẽ test xem là nó cái sạc vô hoạt động đúng chưa, và cái động cơ chiều quay của động cơ. Setup thì mình sẽ để ngửa lên cũng được. Điện pin và cái điều tốc này làm cho một cái nhiệm vụ đặc biệt là mình hàn như này. Chứ mình sẽ đạt đổi cái dây, nó là cái dây JKT60. Chúng ta sẽ bật điều khiển trước khi mà cắm pin, nên là như vậy. Với những cái điều khiển cổ ấy, chúng ta mà làm mà cắm pin trước khi mà bật điều khiển có khả năng là cái động cơ nó tua hết cỡ. Các bạn nghe tiếng khởi động của nó. Từ đây là chúng ta sẽ đi vào cái phần cài đặt, giữ chặt nút OK đúng không? Bên này của phần system là để điều chỉnh cái điều khiển này. Còn đây chúng ta sẽ phân vào phần setup OK. Tiếp theo là chúng ta sẽ mix servo vào phần elevon OK này. Chúng ta đã bật on rồi. Đấy, on và giữ cancel để nhớ lại. Bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống máy lên. Các bạn thấy mình kéo xuống thì cái
Quân này nó vẩy lên đúng không? Vẩy lên này, xuống. Được. Lái sang bên nào? Bên này lên. Nó đang bị ngược rồi. Lái bên nào? Bên này lên cơ. Đây, chúng ta sẽ lái từ càng. Ngược. Vì vậy chúng ta có thể khả năng là phải pivot. Hoặc là chúng ta sẽ cắm lại. Sau đó là chuyển sang pivot. Các bạn lưu ý là các bạn lưu ý là nghiêm cấm reverse tương ba, nhớ chưa?